8 hệ thống tiêm chủng VNVC triển khai tiêm những mũi vaccine phòng 23 chủng vi khuẩn phế cầu vừa ra mắt tại Việt Nam. Đây là vaccine do hãng MSD sản xuất tại Mỹ. Vaccine phế cầu 23 phòng các bệnh nguy hiểm do 23 chủng vi khuẩn phế cầu gây ra như là viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết hiện đã có mặt ở gần 50 quốc gia dùng lãnh thổ trên toàn thế giới như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Úc, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, với hơn 400 triệu liều đã được tiêm để bảo vệ cho cộng đồng. Theo VNVC, vaccine phế cầu 23 có tên Neumovac 23 dành cho trẻ em từ 2 tuổi và người lớn, dùng cho cả người cao tuổi có bệnh nền, người suy giảm chức năng hô hấp do từng mắc COVID-19. Hiện vaccine phế cầu 23 đã có đầy đủ tại gần 200 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc.